Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 3 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, tấm lòng của nhân dân với đại tướng Phó Nguyên Giáp, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 3 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 đã tổ chức hội nghị lần thứ 23 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3, ba nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong quý 4 năm 2014 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng quý 3 trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả khá tích cực. Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, lãnh đạo quản trị và thực hiện các chủ trương biện pháp của Đảng và nhà nước. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo việc học tập quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy về các vấn đề xây dựng Đảng, về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về giáo dục đào tạo, văn hóa, kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã bám sát nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Hội nghị thảo luận sôi nổi, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sáng đáng và sâu sắc, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng từ nay đến hết năm 2014. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện kết quả đạt được, phân tích những khó khăn hạn chế, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định đây là thời điểm hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định của năm 2014, năm nước rút thực hiện kế hoạch 5 năm 2010-2015. Vì vậy, cấp ủy Đảng các cấp cần phát huy kết quả đạt được, bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt còn thấp, những vấn đề còn vướng mắc để có biện pháp tổ chức thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả. Về kinh tế, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ đông và đông xuân, tích cực chỉ đạo dồn điền đổi thừa, nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, chú trọng đẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chú trọng khôi phục phát triển và nâng cao chất lượng đàn gia súc gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển thủy sản, phát huy và nhân rộng mô hình tổ đổi đoàn kết trên biển, tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu trồng mới và liên kết trồng cây cao su với tập đoàn cao su Việt Nam, chấn chỉnh cách tổ chức sản xuất của các lâm trường, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo chủ động triển khai các phương án phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ, tập trung lãnh đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, khẩn trương triển khai một số dự án đã có chủ trương đầu tư, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng một số công trình dự án, trong đó có giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1A và một số điểm thuộc trung tâm du lịch của tỉnh, tích cực chỉ đạo thu hồi nợ đồng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách năm 2014, làm tốt công tác quản lý thị trường, ngăn chặn gian lận thương mại, nhất là vào dịp cuối năm, đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ du lịch, khai thác tốt cả cái khu du lịch đã có và các tuyến du lịch mới, tập trung quản lý thực hiện tốt và có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn tới của tỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Về văn hóa xã hội, tích cực triển khai các nhiệm vụ văn hóa thể thao, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và dạy nghề và các chính sách xã hội, triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng nhà ở, phòng tránh bão lụt theo quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc cũng như là cái chính sách các hộ nghèo. Về quốc phòng an ninh, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương về quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông và tăng cường các biện pháp giữ vững trật tự an toàn xã hội. Về công tác xây dựng Đảng thì tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là phải chỉ đạo quán triệt chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ra soát các mục tiêu chỉ tiêu
của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 để chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra. Sắp tới cần phải chú trọng ra soát bổ sung quy hoạch điều động bố trí cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2020. Đổi mới tăng cường công tác dân vận và hoạt động của mặt trận, các đoàn thể nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là về đời sống, tâm trạng, tư tưởng và các vấn đề nổi lên trong những tháng cuối năm. Chú ý vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc, thực hiện tốt quy chế giám sát phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội, tập trung lãnh đạo, đổi mới phương thức lề lối làm việc của cấp ủy các cấp, chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề đột xuất nổi lên ở cơ sở, tăng cường đoàn kết nhất trí trong cấp ủy và các tổ chức đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí Lương Ngọc Bình cũng nêu rõ, hội nghị tỉnh ủy lần này đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà tỉnh ủy đã thông qua, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao của đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đặc biệt, các đồng chí tỉnh ủy viên cần tiếp tục phát huy cao độ trí tuệ, kinh nghiệm, năng lực thực tiễn và trách nhiệm trên cương vị công tác của mình, tăng cường đoàn kết, đồng sức chung lòng, phấn đấu lãnh đạo đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2014. Cũng trong sáng nay 3 tháng 10, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014. Do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì. Sự hội nghị trực tuyến về phía Đầm Câu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2014, với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những kết quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các địa phương đạt được trong những tháng đầu năm 2014. Đồng chí cũng yêu cầu các bộ ngành cần thực hiện những nhiệm vụ nhằm khắc phục những hạn chế như cần tăng cường làm tốt những chỉ thị chủ trương của Đảng và Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu giảm người chết vì tai nạn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp Bộ Công an và Bộ Tài chính để có biện pháp phân bổ nguồn kinh phí để cho các địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, xử lý nghiêm đối với các hành vi uống rượu bia, nghe điện thoại di động hay sử dụng ma túy khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông, tăng cường công tác cưỡng chế kiểm soát tải trọng xe, cương quyết xử lý các phương tiện chở quá trọng tải cho phép, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng, nâng cấp, bảo trì đường bộ, đồng thời triển khai phương án đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng trong mùa mưa lũ, khẩn trương rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch bến xe, bãi đổ xe, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải xe buýt, dịch vụ vận tải taxi trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đã tròn một năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình đi về cõi vĩnh hằng. Cho đến hôm nay, người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Bình nói riêng vẫn không nguôi nhớ về đại tướng với tấm lòng thành kính thiêng liêng. Thế là đã tròn một năm, đại tướng Võ Nguyên Giáp trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ Quảng Bình, Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng. Nằm trên tuyến đường Thiên Lý Bắc Nam, mỗi ngày nơi đây đón hàng ngàn lượt người từ mọi miền tổ quốc đến thăm viếng, dâng hương với lòng thành kính thiêng liêng, sự tri ân cảm phục về một vị tướng lừng danh, một nhà quân sự thiên tài, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đây một năm khi đại tướng ra đi, thì tôi cũng đã được đến viếng tại căn nhà 30 Hoàng Diệu. Và lần này lần thứ hai, gia đình tôi đã đến đây. Và cũng lần nào cũng vậy, khi có dịp đi qua Quảng Bình, thì gia đình tôi đều đến để ghé thăm đại tướng, có vị có công rất lớn đối với cả nền độc lập của chúng ta. Căn nhà lưu niệm ở làng An Xá, nơi gắn liền với tuổi thơ của đại tướng, thường xuyên có sự có mặt của những đoàn viên thanh niên xã Lộc Thủy. Đến thắp hương lên bàn thờ đại tướng, dọn dẹp vệ sinh khu nhà lưu niệm, nghe kể lại những câu chuyện về đại tướng. Đó là những hoạt động được thế hệ trẻ quê hương tổ chức thường xuyên, như là một cách để tưởng nhớ và tri ân người. Bao giờ cũng thế, dù ở đâu làm gì, đại tướng luôn dành cho quê hương tình cảm sâu sắc nhất. Đại tướng căn dặn nhân dân phải đoàn kết, quê hương Lệ Thủy muốn giàu mạnh phải hăng say lao động sản xuất. Nhớ lời đại tướng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy nguyện ra sức phấn đấu, thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân,
để xây dựng quê hương. Thấm nhuần cái lời dạy của Đại tướng, trong những năm qua, Đảng bộ Lệ Thủy cùng với nhân dân Lệ Thủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và ra sức phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xã hội. Chính vì vậy mà đời sống kinh tế, vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đại tướng đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng tư tưởng của người, hơn ai hết người dân Lệ Thủy hiểu rằng tư tưởng và tinh thần đó của Đại tướng sẽ cùng đồng hành với các thế hệ của Lệ Thủy trong phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh. Đại tướng ra đi, để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho nhân dân, cho Tổ quốc. Với người dân Lệ Thủy, họ càng thấm sâu tình cảm và công lao của Đại tướng đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương. Từ khi Đại tướng mất, gia đình ông Trần Hữu Hùng và bà Đào Thị Tâm ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã lập bàn thờ, thắp hương để tưởng nhớ công ơn to lớn của Đại tướng. Một năm ngày mất của Đại tướng, hai ông bà cũng đã chuẩn bị một mâm cơm cúng như đúng tục lệ của địa phương. Đến gần ngày của bác rồi thì tôi không có gì mà đền ơn cho bác. Thì tôi làm một bàn cơm, thì mua là hương giấy cúng cho bác để nhớ ngày của bác. Tôi nói với con với cháu để nhớ ngày của bác mà thắp hương cho bác. Là một nhà quân sự, nhà chính trị, nhà ngoại giao lớn được nhân dân cả nước và thế giới ngưỡng mộ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành một tượng đài bất tử trong lòng nhân dân. Và đối với quê hương Quảng Bình, Đại tướng là người con thân thương, là anh văn mà Quảng Bình luôn yêu quý. Tấm gương về nhân cách, đạo đức của Đại tướng luôn sống mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam. Đại tướng đã và vẫn luôn là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trước tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Bình đã và đang phối hợp với các ngành địa phương để chủ động triển khai các giải pháp cho công tác phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do các vụ cháy gây ra. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 44 vụ cháy làm bị thương 2 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,7 tỷ đồng và trên 120 ha rừng. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy là do việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy ở một số địa phương đơn vị chưa nghiêm, các trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ chưa được coi trọng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếu và yếu, hoạt động chưa hiệu quả. Trong thời gian qua, để nhằm kiềm chế các vụ cháy nổ xảy ra, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã tiến hành kiểm tra 1.825 lượt cơ sở. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra 20 cơ sở trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, đơn vị đã tiến hành lập 21 biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với 19 trường hợp, tổng số tiền phạt là 13,6 triệu đồng. Phạt cảnh cáo 2 trường hợp. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sẽ chủ động phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng mở các đợt tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cảnh báo các nguy cơ cháy, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác trong việc sử dụng lửa điện, đồng thời hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, mở đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm về cháy nổ như chợ, siêu thị, đại lý, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp, các khu tập trung đông dân cư để phát hiện và khắc phục kịp thời những sơ hở thiếu sót dẫn đến cháy, ra soát chỉnh lý các phương án huy động lực lượng, phương tiện xử lý cháy nổ lớn, tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, chủ động thành lập các đoàn kiểm tra do lãnh đạo các đơn vị làm trưởng đoàn đi kiểm tra nắm tình hình, triển khai công tác tại các địa phương trọng điểm trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy là để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất và an ninh trật tự. Đó cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội. Chính vì vậy, mỗi một người dân hãy nêu cao ý thức và trách nhiệm của mình để có những hành động thiết thực hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn chặn tai nạn cháy nổ có thể xảy ra, giảm thiểu đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại về tính mạng tài sản cho mọi người, mọi gia đình và cả cơ sở. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 10, khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 10, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác, có nơi mưa vừa và dông, gió bắc đến đông bắc cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt.